Kỳ quá à. Không lẽ chú Tùng có mưu gì nữa ta? Tất nhiên là như thế rồi. Sao chú biết? Làm sao mà không biết được? Nãy giờ nha, là chú nghe cháu lẩm bẩm, cộng với tất cả những chuyện vừa xảy ra, chú chắc chắn là chú Tùng đang có một âm mưu gì đó. Có thể không chú? Thiệt chứ sao không thiệt? Cứ thử đoán xem. Bây giờ cháu chỉ là cháu của chú Tùng, còn Đào là con ruột. Mà cứ mỗi một lần hai đứa gây lộn là chú Tùng chỉ có bênh cháu thôi và mắng Đào Đào xa xả ra. Đấy, nguy hiểm là chỗ đó, vì điều đó ngược lại tất cả những cuốn sách về tâm lý học ở trên đời này. Có thể không chú? Thiệt chứ sao không thiệt? Theo tất cả những cuốn sách chú đọc trên đời này thì lý do chỉ có một, đó là chú Tùng muốn cháu có được những ngày cuối cùng sống trong ngôi nhà đó thật là hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng, giống như là những tử tù trước khi ra pháp trường sẽ được bàn cho bữa cơm ân huệ đấy. Việt Thi, nói mà không nghe hả? Làm gì như ma ruột vậy? Đào Đào, tôi năn nỉ bà, coi như cái này là tôi van xin bà đi, bà để cho tôi sống yên ổn trong cái nhà này nha. Bà làm gì vậy? Không phải mỗi lần tôi với bà gây nhau, ba Tùng đều bên bà hả? Thì cái đó mới chết đó. Bữa cơm cuối. À mà thôi, chắc có nói bà cũng không hiểu đâu. Nhưng mà nói chung là tôi năn nỉ bà, tôi hứa từ nay trở về sau tôi sẽ nhường bà hết luôn. Tôi nhường bà hết. Tôi cơ bà không phải là tại vì muốn kiếm chuyện. Trời, bà bình tĩnh, bình tĩnh. Làm gì vậy? Tôi tưởng bà làm gì vậy? Tôi muốn hỏi bà là sáng giờ có liên lạc được với ba Tùng không? Ba Tùng đi đâu mà bỏ lại chìa khóa chứ bắp tiền nè. Chết rồi, có khi nào do hai đứa mình gây nhau quá rồi chú Tùng bỏ đi bụi luôn không? Tào lao, làm như ba Tùng con nít không bằng vậy á. Mà nghĩ lại cũng đúng. Mỗi lần tôi với bà cãi nhau, mặc dù ba tôi bên bà, nhưng mà cũng sẽ bù đắp lại cho tôi cái gì đó. Ba đều thương hai đứa hết, không có muốn đứa nào buồn hay tổn thương nên mới xử sự như vậy. Bây giờ chị Vi cũng đi, chú Tùng cũng đi, rồi ai sẽ kiếm hai người về cho hai đứa mình đây? Ông anh ơi. Trời đất ơi, có sao không vậy ông anh? Không sao. Không phải, trời, công viên mà anh ngồi nhậu kiểu này gió mái rồi lỡ trúng gió rồi sao? Mát mà. Không, đừng, nhậu mà ngồi ngoài đường mà xá thì nguy hiểm lắm. Ngồi đây. Đây, ngồi xuống đây, làm với tôi một cái đi. Không phải, tôi không có biết uống rượu. Gì, to con vậy mà không biết uống rượu? Không, tôi biết uống rượu thiệt. Vậy bây giờ á, tôi ba cái, ông em một cái, được không? Không, tôi uống một giọt cũng không được nữa. Không, anh ngồi đây nha.
Rồi đây, bây giờ không uống cầm giùm tôi cái chai đây. Cầm chai làm gì? Ngồi đây, ngồi im đó, ngồi im đó. Tôi đi xả nước cứu thân. Xả nước cứu thân là đi. Trời ơi trời, bậy 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 bậy. Cái gì vậy? Nó trong kia kìa, tôi tự nhiên đứng ngoài công viên làm bậy vậy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tội nghiệp anh Tùng thiệt. Đến nỗi phải mượn rượu giải sầu. Mình có lỗi ghê. Đang lúc nhà cửa, công việc rối ren, vậy mà còn giận dỗi bỏ đi nữa. Thôi thôi thôi, bỏ qua tất cả đi. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi. Trời, rượu có gì ngon đâu mà sao ai cũng khoái uống vậy trời. Trời ơi, anh Tùng. Cái gì vậy? Ủa Vi hả? Trời đất ơi, anh say đến nỗi không nhận ra em luôn hả? Vì... anh sao vậy? Có gì thì từ từ nói với em chứ tại sao đi nhậu như vậy? Anh kỳ ghê, biết em lo cho anh lắm không? Anh nói hai đứa nhỏ nó gọi điện nó nói với em rồi. Nó sợ anh bỏ đi, nó gọi điện cho em. Anh sao vậy? Có gì từ từ... Em nói là hai đứa nhỏ nó lo cho anh hả? Dạ. Trời đất ơi, hai đứa này giờ cũng biết lo lắng cho anh nữa hả trời? Lo chứ, nó lo em cũng lo nữa. Hỏi em với một bên là cháu, một bên là con, mới gây gỗ nhau suốt, anh cửa giữa rất là khó chịu. Áp lực tùm lum lắm, em không có hiểu đâu, tôi đây cho anh. Thôi mà thôi, em hiểu hết đó. Anh á, anh sợ Diệt Thi nghĩ anh Thiên Vị Đào Đào, nên anh lúc nào cũng binh vực Diệt Thi hết. Rồi cuối cùng anh sợ Đào Đào buồn, nên anh phải bù đắp năn nỉ Đào Đào đúng không? Anh gặp nhiều áp lực lắm em à. Thiệt tình á, thì có gì anh cũng phải tâm sự chia sẻ với em chứ. Tự nhiên mượn rượu giải sầu vậy là sao? Em biết lỗi là lỗi của em, em xin lỗi anh. Nhưng mà anh đừng có nhậu như vậy nữa. Hồi đó giờ anh có nhậu như vậy đâu nha. Thì ra cô ấy tưởng mình buồn nên mượn rượu giải sầu. Thôi thì lỡ rồi, cơ hội làm quà là đây chứ đâu nữa. À, anh cũng cũng khá mệt à. Thôi mà. Không, em đưa đây cho anh. Thôi em phải mà. Đưa đây cho anh. Thôi em xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, xin phải gì hết. Lỗi anh cũng nhiều lắm em ơi. Thôi mà anh. Anh là thằng đàn ông mà không có lo lắng chăm sóc được cho gia đình này, anh mệt lắm. Thôi mà. Em có biết á, em bỏ đi á, anh chao đảo như thế nào không hả? Em biết mà. Anh khổ lắm. Dạ. Em như là cái pha cho cuộc sống của anh. Mà cuộc sống của anh mà mua cái phao đó thì sao? Nó sẽ chìm xuống, anh bắt buộc phải mượn rượu để anh nhậu. Và để anh nhậu hết hôm nay em mà. Thôi mà để thôi em... Anh kỳ quá à. Anh cố chấp quá vậy. Em mới năn nỉ đến nước vậy rồi mà anh không nghe là sao? Anh uống đi. Anh muốn uống đúng không? Được rồi em uống với anh luôn. Uống hết cái chai này. Còn nếu anh không thương em nữa thì anh uống hết một mình đi. Anh uống đi, anh uống cho chết luôn đi. Em bỏ mặt anh luôn đó. Anh uống đi. Sao không uống nữa đi? Anh hiểu rồi. Thật sự ra rượu không giải quyết được vấn đề. Quan trọng là gặp được em. Quan trọng là em hiểu anh. Thôi được rồi Vi ơi, mình về nhà đi Vi. Về nhà mất công mấy đứa nhỏ nó trông nha Vi. Đừng giận anh nữa nha. Anh cũng đừng giận em nha. Anh đâu dám giận đâu. Đi. Thôi đi về. À, khoan đã. Cho anh xin một phút được không? Mệt anh quá à. Em mới hết giận đó. Có gì từ từ về nhà nói ngay công viên chứ bộ. Đi đi về. Không phải Vi ơi Vi. Vi ơi Vi, anh nói thiệt. Tại vì đây đây. Huynh đài sao chào em gái. Ủa ai vậy anh? Bạn nhậu, bạn nhậu. Bạn nhậu của anh á, lúc nãy anh buồn có ông này làm bầu bạn. Thôi đi đi đi. Uống đi, tôi bỏ rượu rồi. Nè nè, làm cái đi mà. Thôi 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 thôi. Sao vậy? Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mà lại là ngày lẻ lắm chết chứ. Cho nên là phải làm việc cực lực lên nghe chưa. Đúng là mấy người làm ngày chẳng mà. Nhàn rỗi quá. Bởi vậy muốn làm việc. Hôm nay tôi nhàn rỗi quá, không muốn làm gì chứ không trời. Đào Đào, làm việc cực lực lên nha. Vị Thư ơi, hay là hôm nay bà đổi cho tôi được không? Tại vì hôm nay tôi hơi mệt. Trời.
Đào Đào, tôi nghĩ là sau này bà nên đi làm diễn viên được đó. Sao vậy? Bà đang diễn đúng không? Trời, tôi mến tin thiệt rồi đó. Diễn vậy, bệnh vậy, để đổi ngày cho tôi làm chứ gì? Không có đâu ha. Luật là luật, 3, 5, 7 là bà, còn 2, 4, 6 là tôi. À, chủ nhật cũng là của bà. Làm việc cho cực lực lên đi, mét chú Tùng bây giờ. Nhưng mà tôi mệt thiệt. Chú Tùng ơi, chú Tùng ơi, chú Tùng. Ôi, cái chuyện gì đây? Cái gì vậy? À dạ, không có gì. Tại con cứ chú xuống á, là để chú coi Đào Đà làm việc chăm chỉ, cực lực lắm chú. Chăm chỉ gì đâu, rồi rác còn quá trời, nào quét đi con. Hôm nay chú có chuyện phải lên công ty gấp. Nó nghe nè, hai đứa ở nhà phải tự lo nghe chưa? Chị Vi về là gọi điện cho chú liền đó. Dạ. Mày nghe chưa? Dạ, chú đi cẩn thận cho chú. Ừ. Bye chú. Bye bye. Đồ hai mặt, xấu xa. Ai hai mặt, xấu xa? Tôi mét chú Tùng bây giờ. Chú Tùng của bà đi rồi, giờ tôi sẽ cho bà một... À, bà làm gì vậy? Quay, 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 quay. Tôi nghi đâu có đó mà, thấy rõ ràng hết chưa? Côn đồ à, đường phố à, bụi đời à. Nhưng mà tại vì Việt Thúy nó ăn hiếp con chứ bộ. Ăn hiếp cái gì? Con còn đang bệnh nữa chứ. Nè, bà nói con biết nghe chưa? Trong nhà này không chấp nhận cái tính đó nghe chưa? Hở một chút động tay động chân hả? Lúc nào ba cũng vậy hết á. Lúc nào ba cũng coi con là người gây chuyện với gia đình hết á. Coi con như là thành viên vô tư trong gia đình này vậy. Đã vậy con sẽ không bao giờ trong cái nhà này nữa. Mất dạy. Ai vậy con ăn nói với bà kiểu đó hả? Hả? Con tự tới đây, con muốn đi thì con tự đi. Bà nhớ con cái không dạy được nữa. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé.